Gốc khuất của trai thẳng chấp nhận mua vui cho khách hàng đồng tính Những chàng trai trẻ làm việc trong các quán bar mua vui cho người đồng tính Có thu nhập cao nhưng có nhiều điều mà không phải ai cũng tưởng tượng được Trên thế giới không ít quán bar câu lạc bộ đêm là những chốn ăn chơi trá tán, thác loạn Khiến nhiều người chán ván khi nghe được những sự thật bên trong ở đó không chỉ là tình dục, tiền tiêu như nước mà còn là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, thế giới của sự trụy lạc. Lọt bài trong thế giới thác loạn của dân chơi ngoại sẽ được tiết lộ những sự thật gây sốc. Nhiều khách hàng quái đảng Nếu nhìn bên ngoài thì phết đáp cũng như một quán bar bình thường ở Tokyo, Nhật Bản. Khách cười đùa, uống rượu, nói chuyện trong ánh đèn mờ và tiếng nhạc sập sình. Tuy nhiên, khi có khách hàng bước vào, tám thanh niên trẻ măng đang dán mắt vào điện thoại sẽ ngay lập tức đứng dậy và gửi lời chào đồng thanh. Các nam giới trẻ tuổi làm việc ở đây mua vui cho khách hàng, chủ yếu là nam giới được gọi là Urisen. Hiroshi là một chàng trai 18 tuổi đến từ Chiba, cậu cao 1m8 và làm việc tại quán bar Phết Hiroshi tiết lộ bản thân phục vụ các khách hàng từ 30 đến 65 tuổi. Theo chàng trai này, nhiều khách hàng của anh thích khổ dâm nên Hiroshi hành hạ họ khi quan hệ. Suốt 35 năm qua, có nhiều nam giới đến quán bar này. Đây là một trong 400 điểm thu hút những người đồng tính ở Shinjuku, Nichem. Khu vực này từ lâu là một nơi có nhiều điểm đến dành cho người đồng tính. Nếu như một số khách hàng muốn cùng ăn tối với các chàng trai thì nhiều người khác lại muốn đi xa hơn. Thậm chí có người thích những hành động kiểu lạm dụng hoặc cưỡng hiếp. Hiroshi tiết lộ chấp nhận làm công việc này một phần là để kiếm tiền và một nguyên nhân khác là muốn tìm ra khuynh hướng tình dục thật sự của bản thân. Ngành công nghiệp Hiroshi cho thơi trai xuất hiện từ những năm 60-70 ở Nhật Bản. Mặc dù ngành này được cho là bắt đầu từ thời Edo 1603-1868, ngành này tiếp tục tồn tại cho đến hôm nay vì trong luật chống mại dâm của Nhật Bản không đề cập đến mại dâm đồng tính. Shingo, một người quản lý tại Phết cho hay, hiện nay quán bar này có 42 chàng trai từ 18 đến 20 tuổi. Theo Shingo, không ai trong số họ biết chính xác những việc cần phải làm cho đến khi tới phỏng vấn. Một số chàng trai còn tưởng sẽ quan hệ với nữ giới và được trả tiền sau đó. Trong khi trò chuyện với phóng viên Japan Xin gô iPad chứa thông tin hình ảnh hồ sơ của mỗi chàng trai là nhân viên của quán bar. Các nam nhân viên này hầu hết là trai thẳng, nhưng khách hàng của họ chủ yếu là người đồng tính. Hoặc cũng có những chàng trai là người đồng tính nam nhưng giả vờ là trai thẳng để thu hút khách. Một số người thấy đây không phải là công việc dành cho bản thân và chuyển sang làm nghề xây dựng và được trả 5.000 yên tới 8.000 yên một ngày. Những người chấp nhận làm Urisen có thể kiếm được số tiền đó chỉ trong một giờ, Shingo nói. Cảm thấy như món hàng. Một chàng trai từng làm công việc Uri-sen cho hay, mỗi tháng anh kiếm được 800.000 yên, bao gồm cả tiền tiếp. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nơi tôi làm có 100 Uri-sen có 10 người gồm cả tôi là gay, còn lại là trai thẳng. Người này nói. Hiroshi tiết lộ thu nhập mỗi ngày của anh ta khoảng 10.000 yên, bao gồm cả làm ban ngày. Còn Sota, một Urizen khác cho biết mỗi tháng thu nhập được 150.000 yên. Thu nhập phụ thuộc vào khách hàng, một số người có tiền lương bình thường. Khách hàng có cả luật sư, bác sĩ, giáo viên. Tôi thậm chí nghe nói về những người nổi tiếng ở Nhật Bản và người nước ngoài tìm đến Urizen để quan hệ tình dục. Đối với họ, chúng tôi như một món hàng anh nói. Tuy nhiên có những chàng trai lâm vào cảnh khó khăn thì xem công việc này như biện pháp cứu cánh. Ví dụ như hai chàng trai trẻ tuổi đến từ Fukushima và Iwate, cả hai người đều gặp khó khăn sau thảm họa động đất sóng thần tháng 3 năm 2011, cho nên hai người quyết định chuyển đến Tokyo để tìm việc và chỗ ở. Chính số tiền kiếm được và nơi ở là lý do thuyết phục một trong hai người đăng ký phỏng vấn trở thành urisen. Bên cạnh số tiền kiếm được, nỗi lo với những chàng trai làm nghề urisen là sức khỏe tình dục. Một số người không có hoặc hiểu mơ hồ về bệnh lây qua đường tình dục, thậm chí có người quan niệm dùng xà phòng, nước súc miệng, kem đánh răng có thể ngăn các bệnh này. Có nhân viên còn không nghĩ nam giới có thể bị bệnh lây qua đường tình dục. Hiroshi thừa nhận bản thân từng có quan hệ tình dục không dùng bao cao su cả trong công việc hoặc ở bên ngoài. Anh ta còn nghĩ đã có thuốc chữa khỏi S. Thế giới ngầm, cây thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.